Mario là một trong những cái tên gắn liền với từ game. Vậy nên không chỉ anh chàng thợ sửa ống nước, mà cả những nhân vật và yếu tố tưởng chừng rất nhỏ trong chuỗi trò chơi huyền thoại này cũng đã được in sâu vào đầu các fan. Nintendo và Illumination biết rõ điều này và vì thế đã cai cắm vào bộ phim The Super Mario Bros. Movie không biết bao nhiêu là chi tiết Easter eggs để tri ân cho tựa game và người hâm mộ. Số lượng chúng nhiều đến nỗi, nếu các bạn có vô tình bỏ lỡ một vài chi tiết thì cũng không sao. Hôm nay Phi Phi bọn mình sẽ liệt kê 100 chiếc Easter eggs của bộ phim Mario này. Đây sẽ là một video dài đấy, nên hãy bắt đầu ngay vào luôn nhé! Bộ phim Mario cho khán giả phiêu lưu tới hàng loạt các địa điểm khác nhau từ tựa game huyền thoại của Nintendo. Và xứ sở đầu tiên chúng ta được chiêm ngưỡng là một vương quốc băng giá, được trị vì bởi loài cánh cụt. Thế giới tuyết là một trong những màn chơi thường gặp trong các trò game. Đám cánh cụt cũng đã xuất hiện trong nhiều tựa game Mario, bắt đầu từ Super Mario 64, và có vẻ hội này lúc nào cũng rất vô hại. Khác với lâu đài trong các trò chơi, hang ổ của tiền Bowser trong phim lại là một chiếc phi thuyền dung nham khổng lồ. Căn cứ này được lấy cảm hứng từ màn chơi Bowser's Lava Lair của Super Mario Galaxy phần 2. Nhân vật quyền lực nhất trong đám thuộc hạ của Bowser chính là Kamek. Trong game, Kamek còn có tên là Magic Koopa, là một gã phù thủy già nắm giữ cấp bậc cao và đóng vai trò cố vấn của Bowser. Thay vì chỉ đâm đầu vào Mario như các Koopa khác, Kamek có khả năng bay và sử dụng phép thuật nên nhiều lần đã đóng vai trùm phụ của game. Là vua của đám Koopa, Bowser sở hữu cả một đội quân hùng hậu để giúp hắn thực hiện những âm mưu thâm độc. Phần lớn đám tay sai đó là các Koopa Troopa, loại kẻ thù đã xuất hiện từ tựa game Super Mario Bros. Năm 1985 mà các fan chắc hẳn đã tiêu diệt đến hàng nghìn lần rồi. Nguy hiểm hơn một chút là đám Koopa Paratroopa có cánh. Đám này cũng xuất hiện lần đầu từ tựa game năm 85. Viên gạch màu vàng có dấu chấm hỏi chắc chắn là một món đồ chẳng có gì xa lạ đối với các fan của Mario. Trong game, sau khi bị đập, viên gạch sẽ nhả ra đồng xu hoặc một vật phẩm tăng sức mạnh, nhưng hiếm khi nào chúng ta thấy viên gạch này bị đập nát như cách Bowser làm trong phim. Bên trong viên gạch dấu hỏi chính là ngôi sao sức mạnh, một trong những món vật phẩm nổi tiếng nhất trong các tựa game Mario. Khi nhận được ngôi sao này, người chơi sẽ được trao sức mạnh bất khả chiến bại, có thể tiêu diệt các kẻ thù bằng cách chỉ cần chạy qua chúng. Đến với nhân vật chính của The Super Mario Bros. Movie, bộ phim giới thiệu Mario và em trai Luigi bằng một đoạn quảng cáo cho công ty sửa đường ống nước. Hai anh em rap trong chiếc clip này, và đoạn nhạc đó chính là giai điệu chủ đạo của series hoạt hình Super Mario Bros. Super Show năm 1989. Đoạn quảng cáo có một cảnh Mario và Luigi khoác chiếc áo choàng màu vàng, một vật phẩm xuất hiện trong trò chơi Super Mario World. Sau khi có chiếc áo choàng này, Mario và Luigi sẽ có khả năng bay và nhảy cao. Rất nhiều fan đã nuối tiếc khi biết Chris Pratt sẽ là người lồng tiếng cho Mario thay vì diễn viên gốc Charles Martinet. Nhưng yên tâm đi, chất giọng huyền thoại của Martinet vẫn sẽ xuất hiện trong bộ phim. Đầu tiên là trong vai Giuseppe, nhân vật được lấy cảm hứng từ đoạn clip hài nổi tiếng trên YouTube. Charles Martinet cũng sẽ được tri ân với vai nhân vật bố của Mario và Luigi. Ta có thể nhìn thấy Giuseppe đang chơi chiếc máy điện tử xèng có tên là Jumpman. Đây là chi tiết tri ân cho lần xuất hiện đầu tiên của Mario trong trò chơi Arcade Donkey Kong khi anh mới chỉ được gọi tên là Jumpman. Giuseppe cũng mặc bộ đồ với màu giống như của Jumpman. Một chiếc Easter egg khác dành cho các fan cuồng nhiệt nhất của Mario chính là quản đốc Spike. Xuất hiện trong vai phản diện từ một game ít ai biết đến là Wrecking Crew, Spike là sếp cũ của Mario và Luigi khi anh em này làm việc trong một công trường xây dựng. Nhạc chuông điện thoại của Luigi chính là giai điệu khi khởi động chiếc máy GameCube của Nintendo. Chiếc ảnh đại diện số máy lạ trong điện thoại của Luigi thì được lấy cảm hứng từ Mii, nhân vật Avatar được Nintendo giới thiệu từ tựa game Wii Sport và tới nay vẫn được sử dụng trong các dòng máy game của hãng này. Nhà hàng pizza mà Mario và Luigi tới ăn có tên là Punch-Out Pizza, cũng là tên tựa game boxing năm 1989 của Nintendo. Trò chơi có cả sự xuất hiện của võ sư Mike Tyson. Ta còn có thể nhìn thấy một vài tấm ảnh chụp các nhân vật game được treo trên tường. Không ngạc nhiên khi phần đoạn hành động đầu tiên của bộ phim Mario được lấy cảm hứng trực tiếp từ màn chơi 1.1 của tựa game năm 1985. Thậm chí cuối phần đoạn này, Mario còn nhảy lên chiếc cột cạnh một ngôi nhà trông giống tòa lâu đài. Trong phòng của Mario, chúng ta có thể tìm được một loạt các Easter eggs liên quan đến các tựa game cũ của Nintendo. Đầu tiên là Kid Icarus, một trong những tựa game platform cũng lâu đời ngang ngửa Mario. Mario chơi game trên chiếc máy NES, một trong những máy game đã gây dựng nên tên tuổi của Nintendo. Ở Việt Nam,
Đây chính là cỗ máy mà các game thủ đời đầu vẫn gọi là điện tử 4 nút. Nhắc tới điện tử, sau khi xem bộ phim Mario, bọn mình hào hứng tới nỗi đã quyết định có một channel riêng để chơi game đấy. Kênh YouTube mới sẽ có tên là Phê Play và bật mí cho các bạn rằng trò chơi đầu tiên bọn mình chơi chính là Mario Party Superstars. Nhớ qua đó xem video và subscribe nhé, vì bọn mình còn nhiều kế hoạch hay ho trong tương lai lắm. Ví dụ như một chiến dịch chơi D&D nhân dịp ra mắt bộ phim Dungeons and Dragons sắp tới chẳng hạn. Còn về chất lượng thì cứ yên tâm, tất cả các video sẽ được đầu tư công phu hệt như cách chúng mình viết từng video của Phê Phim vậy. Vì chơi game cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta mà, cũng phải làm nó nghiêm túc như công việc chứ. Còn tối nay, bọn mình sẽ có một buổi livestream để tiếp tục chơi game Mario và review kỹ về bộ phim về chàng thợ sửa ống nước. Hẹn gặp các bạn ở đó nhé. Còn bây giờ thì quay trở lại với video ngày hôm nay nào. Trên chiếc TV, Mario có cả mô hình của chiếc phi thuyền Orwing trong tựa game Star Fox. Chiếc phi thuyền thuộc về nhân vật chính Fox McCloud và luôn xuất hiện kể từ trò chơi đầu tiên năm 1993. Căn phòng của Mario dán chằng chịt các tấm poster, chủ yếu đều là Easter eggs. Một trong số này là poster của trò chơi Pro Wrestling, với hai nhân vật là Starman và The Amazon đang chuẩn bị đối đầu với nhau. Một chiếc poster khác có hình chú gấu trắng đeo kính râm. Đây là một kẻ thù trong game Ice Climber của máy NES, chỉ xuất hiện nếu người chơi không chịu leo lên tầng tiếp theo. Nếu các bạn không biết, thì công chúa Peach không phải là mỹ nữ đầu tiên Mario từng giải cứu. Vị trí này thuộc về Pauline, tình nhân đầu tiên của Mario từ tựa game Donkey Kong. Cô xuất hiện lại trong Super Mario Odyssey với vai trò thị trưởng của thành phố New Dawn City, và đây cũng là phiên bản được chuyển thể lên màn ảnh. Dòng headline của bản tin có nhắc tới tin đồn về cua trong đường ống cống ngầm. Chi tiết này làm nhiều fan nhớ tới cho Arcade Mario Bros. Năm 1983. Mario và Luigi đi qua một cửa hàng ăn có tên là Chajokanat. Cái tên này trong tiếng Pháp có nghĩa là Duck Hunt, cũng là tên của một trong những trò chơi nổi tiếng và gây khó chịu nhất mà Nintendo từng sản xuất. Sau khi Mario và Luigi đi xuống hệ thống cống ngầm, ta có thể nhìn thấy tấm biển ghi chữ Thế giới 1.2. Đây là màn chơi thứ hai của trò chơi Super Mario Bros. Cũng diễn ra trong đường ống cống của Vương quốc Nấm. Các khán giả còn có thể nghe thấy giai điệu chủ đạo của màn chơi này. Sau khi Mario bị hút vào ống cống và đưa tới Vương quốc Nấm, chúng ta lập tức được diện kiến một vài sinh vật kỳ lạ của thế giới này. Đầu tiên là Brambo, một loại kẻ thù tương đối của chàng thợ sửa ống, chỉ mới xuất hiện từ tựa game New Super Mario Bros. Wii năm 2009. Một sinh vật khác mà Mario bắt gặp là những chú bọ Bidibus, xuất hiện lần đầu tại Super Mario 3D Land. Vương quốc Nấm là quê hương của những loài sinh vật nửa người nửa nấm mang tên Toad. Những nhân vật mà Mario bắt gặp không phải là một Toad thông thường. Đây là Captain Toad, chỉ huy của một lữ đoàn thường xuyên xuất hiện để giúp Mario trong các tựa game Galaxy. Nhân vật này có cả một tựa game riêng mang tên Captain Toad Treasure Tracker. Không bất ngờ khi Luigi lại bị lạc vào một xứ sở tối tăm chết chóc, khi cái tên nhân vật được gắn liền với một series game có thể gọi là kinh dị mang tên Luigi's Mansion. Ngay cả chi tiết chiếc đèn pin chập chờn của Luigi cũng được copy trực tiếp từ tựa game đó. Kẻ thù mà Luigi bắt gặp ở đây là Dry Bones, một phiên bản xương di động của đám Koopa Troopas. Dry Bones này xuất hiện từ Super Mario Bros. Phần 3 và có khả năng tự lắp lại cơ thể sau khi bị tấn công. Chúng ta thấy Luigi chạy tới một tòa lâu đài bỏ hoang. Đây chính là tòa lâu đài của Bowser trong game. Nhưng có vẻ trên phim thì gã đó đã chuyển sang dùng chiếc thuyền dung nham khổng lồ rồi. Cuối cùng, Luigi bị tóm bởi một đám Shy Guy và Sniff It. Shy Guy, như cái tên đã gợi ý, phải đeo mặt nạ vì ngượng ngùng. Khác với hầu hết các nhân vật trong phim, Shy Guy xuất hiện lần đầu trong Yumi Kojo, sau đó mới được đưa vào thế giới Mario. Còn Sniff It là một phiên bản nguy hiểm hơn của Shy Guy, có khả năng bắn đạn từ mồm. Thị trấn xung quanh tòa lâu đài của công chúa Peach có tên là Toad Town. Đây là một địa điểm mà người chơi thường xuyên đặt chân tới trong các tựa game RPG của Mario. Có vẻ như Vương quốc Nấm không có ngân hàng, mà thay vào đó các Toad sẽ rút tiền từ các viên gạch kiếm xu, một vật phẩm đã xuất hiện từ những trò chơi Mario đầu tiên. Cùng trong thị trấn này, ta có thể nhìn thấy một cửa tiệm có tên là Crazy Cap. Đây là nơi người chơi có thể tới đây thay trang phục cho Mario trong tựa game Odyssey. Cửa hàng bán đồ cổ mà Mario và Captain Toad đi qua chính xác là một bữa buffet chứa đầy các Easter eggs. Đầu tiên là đồng xu Dragon Coin được đúc với khuôn mặt của Yoshi, xuất hiện từ trò Super Mario World. Ngay bên dưới là các chiếc dương kho báu, món đồ cổ có từ tựa game Mario đầu tiên.
Trong khi đó, Super Bell lại là một loại vật phẩm tăng cường sức mạnh khá mới, xuất hiện lần đầu trong Super Mario 3D World năm 2013. Khi sử dụng Super Bell, Mario có khả năng hóa thành dạng mèo. Ngay bên cạnh là bông hoa boomerang. Vật phẩm này cho phép Mario hóa thành boomerang Mario, giúp anh tiêu diệt được đối thủ và lấy được các món đồ từ xa. Phía bên kia cửa hàng là chiếc búa xuất hiện trong Super Mario Bros. Phần 3. Có thể được sử dụng bởi cả Mario lẫn một loại Koopa mang tên Hammer Bro. Bên trong cửa hàng, chúng ta có các lọ Magic Potion từ Super Mario Bros. Phần 2. Lọ thuốc này khi ném xuống đất sẽ giúp người chơi mở cánh cửa sang thế giới bí mật. Trên kệ tủ có một vài chiếc hộp nhạc trong Super Mario Bros. 3 có khả năng du ngủ kẻ địch trên bản đồ. Một món vật phẩm khác cũng từ Mario phần 3 là P-Wing. Nếu Mario và Luigi vẫn đang trong dạng gấu mèo, P-Wing sẽ cho nhân vật khả năng bay vô thời hạn. Cũng bắt đầu bằng chữ P, nhưng P-Switch thì lại có khả năng biến tất cả các viên gạch bình thường trong màn thành các viên gạch chứa xu. Và cuối cùng, chúng ta còn thấy cả chiếc lò xo từ Donkey Kong Jr. có khả năng giúp người chơi nhảy cao hơn. Cũng trong cửa hàng này, ta có thể thấy một nhân vật Toad đang cầm chiếc băng máy NES và được chủ tiệm hướng dẫn phải thổi vào để nó hoạt động. Đây là một hành động chắc đã quá quen thuộc với những ai từng chơi 4 nút mỗi khi chiếc băng game chập chờn. Không biết nó có thực sự có tác dụng không, nhưng gần như ai cũng từng thử ít nhất một lần. Lâu đài của Peach được copy y nguyên từ trò chơi Super Mario Odyssey với chiếc cửa sổ được ghép bằng kính màu thành hình của nàng công chúa. Tại đây, hai chủ linh Toad gác cửa không cho Mario vào tòa lâu đài bằng cách nhắc lại câu thoại nổi tiếng cuối mỗi màn chơi của trò Super Mario Bros. Mô hình tập luyện của công chúa Peach dành cho Mario chắc chắn sẽ làm nhiều fan nghĩ tới trò Super Mario Maker, nơi người chơi có thể thỏa sức sáng tạo và thiết kế mọi level mình muốn, và từ đó khai sinh ra nhiều màn chơi mà chỉ nhìn thôi đã thấy nản rồi. Sau khi Peach hoàn thành màn luyện tập, chúng ta có thể nghe thấy giai điệu quen thuộc của trò chơi Mario năm 1985 phát ra sau khi người chơi vượt qua mỗi level. Dùng váy làm chiếc dù cũng là một khả năng quen thuộc của Peach trong các tựa game. Đôi khi nàng công chúa này sẽ dùng chiếc ô để lượn từ trên cao xuống. Khi khác, cô sẽ dùng chiếc váy giống như trong phim. Cây nấm mà Peach cho Mario chắc hẳn là một món đồ không còn xa lạ gì đối với các fan của Mario rồi. Xuất hiện trong hầu hết các trò chơi kể từ Super Mario Bros. Super Mushroom là một món vật phẩm đầu tiên được Mario sử dụng trong tựa game năm 85, giúp tăng kích cỡ của chàng thợ sửa ống. Chuyển sang đội quân của Bowser, ngoài đám Koopa, chúng ta có thể tìm được cả một con Chenchom xuất hiện lần đầu trong tựa game Mario phần 3. Ngoài ra, trong các thuộc hạ của Bowser còn có cả đám Goomba, một trong những loại kẻ thù nổi tiếng nhất nhưng cũng kém nguy hiểm nhất trong các tựa game Mario. Mấy sinh vật mà đến Bowser còn không biết gọi là gì, chính xác là các Spiny, xuất hiện từ Super Mario Bros. Spiny chủ yếu được ném từ trên trời xuống bởi một hộ Koopa cưỡi mây mang tên Lakitu. Khác với những tựa game Mario đầu tiên, Bowser tiết lộ với đám thuộc hạ rằng hắn không chỉ muốn bắt cóc Peach mà sẽ ép nàng công chúa phải cưới hắn. Âm mưu này được lấy cảm hứng từ Super Mario Odyssey và ngay cả bộ vest cưới của Bowser cũng được copy từ tựa game này. Bó hoa mà Bowser định tặng Peach không phải là hoa thật mà là các bông hoa Piranha, một loại kẻ thù cũng có tuổi thọ bậc nhất nhì trong game của Mario. Đến ngay cả chi tiết Kamek đóng giả thành công chúa Peach cũng được lấy cảm hứng từ game, chính là trò New Super Mario Bros. Wii. Chiếc đàn piano của Bowser có khắc dòng tên Ludwig von Koopa. Đấy chắc chắn là một trò chơi chữ nói lái từ tên của nhà soạn nhạc nổi tiếng Ludwig van Beethoven. Nhưng thực chất, Ludwig von Koopa cũng là một nhân vật trong game Mario. Ludwig là anh cả của đám Koopalings, đầu tiên được giới thiệu là các con của Bowser, nhưng sau này được sửa lại thành thuộc hạ cấp cao của hắn. Khi Bowser và Kamek cùng chơi piano, chúng ta lại một lần nữa được nghe thấy điệu nhạc rùng rợn của màn chơi 1.2 trong Super Mario Bros. Thiết kế của Mario và Luigi hồi còn bé được lấy từ Yoshi Island. Trong tựa game này, người chơi sẽ điều khiển Yoshi để bảo vệ Mario đi cứu Luigi khỏi Bowser hồi nhỏ. Chuyến hành trình của Mario, Peach và Captain Toad đưa các nhân vật này qua rất nhiều địa danh, được lấy cảm hứng từ các màn chơi trong Mario. Đầu tiên là chiến trường Bob Bomb trong Super Mario 64.
Tiếp theo là chiếc cầu đầy rẫy những chú cá Chip Chip làm gợi nhớ đến màn 2.3 trong Super Mario Bros. Vương quốc sa mạc có thể được lấy cảm hứng từ thị trấn Tostarena trong Super Mario Odyssey, hoặc đây cũng có thể chính là Sarasalan, vương quốc được trị vì bởi công chúa Daisy. Tiếp đến là hòn đảo của các Yoshi. Đáng tiếc là chúng ta chưa được thấy chú khủng long xanh trung thành của Mario. Và cuối cùng, cả ba dừng chân trên đỉnh một ngọn núi của Rock Candy Mines từ tựa game New Super Mario U. Bộ phim tiếp tục chiều lòng các fan lâu năm với thêm một vật phẩm nổi tiếng khác của Mario, đó là các bông hoa lửa. Xuất hiện từ trò game năm 1985, các bông hoa này sẽ trao cho Mario khả năng ném cầu lửa, đồng thời cũng thay đổi cả màu sắc bộ quần áo của anh. Có Mario và Luigi thời trẻ con rồi thì cũng phải có cả công chúa Peach. Phiên bản này của nhân vật được giới thiệu từ trò game Mario and Luigi Partners in Time cho máy Nintendo DS. Sau khi Mario nói có thể Peach tới từ thế giới của anh, nàng công chúa đáp lại rằng có cả một vũ trụ rộng lớn ngoài kia với rất nhiều dải thiên hà. Thiên hà chính là từ khóa ở đây, làm liên tưởng tới series game Super Mario Galaxy. Nhắc đến Super Mario Galaxy, một nhân vật nổi tiếng của trò chơi cũng có một vài cameo trong bộ phim, đó là Lumali, người sao liên tục nói những lời u ám đến kinh hoàng trong hầm ngục của Bowser. Tính cách này khác hẳn nguyên tác, vì trong game, Lumali chỉ là một ngôi sao bán vật phẩm. Có thể đây là cách để bộ phim thâm giới thiệu nhân vật Rosalina cho các phần hậu truyện chăng? Đến với vương quốc của Donkey Kong, nhân vật quan trọng đầu tiên mà chúng ta được gặp là lão khỉ già Cranky Kong. Khác với trong phim, Cranky Kong bản game là ông nội của Donkey Kong hiện tại. Và quan trọng hơn, nhân vật này cũng chính là phiên bản già của Donkey Kong đời đầu, kẻ phản diện của tựa game năm 1981 khi Mario vẫn được gọi là Jumpman. Và có lẽ chính vì vậy nên đấu trường của vương quốc này được thiết kế với những thanh xà nhà trông giống với các màn chơi của tựa game arcade Donkey Kong. Và không chỉ giống trò chơi Donkey Kong, đấu trường này còn rất giống một đấu trường trong loạt game đối kháng Super Smash Bros. Nữa. Nhân vật Donkey Kong xuất hiện trong một bài nhạc hip hop có tên là DK Rap. Đây chính là giai điệu chủ đạo của tựa game Donkey Kong 64. Được biết, danh hài Seth Rogen, người lồng tiếng cho Donkey Kong, đã phải chiến đấu với đạo diễn để được đưa bài hát này vào bộ phim. Trên khán đài, chúng ta có thể nhìn thấy một vài gương mặt Kong quen thuộc, ví dụ như Diddy Kong, Chunky Kong và Diddy Kong. Tất cả đều là những nhân vật có thể được chơi trong loạt game Donkey Kong, nhưng trong số này, chắc chắn Diddy Kong là nhân vật quan trọng nhất. Diddy là bạn thân của Donkey Kong và luôn đồng hành cùng anh chàng kể từ trò chơi Donkey Kong Country năm 1994. Không có màn trên khán đài, nhưng có một nhân vật Kong quen thuộc khác cũng xuất hiện trong Vương quốc khỉ, đó là Funky Kong, gã thợ cơ khí thích lướt sóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ Donkey Kong và đồng đội. Cây nấm mà Mario ăn khi đối đầu với Donkey Kong có tên là Mini Mushroom, trao sức mạnh ngược lại với Super Mushroom. Cây cấm này thu nhỏ kích cỡ của Mario, giúp anh khám phá những góc bí mật của màn chơi. Cat Mario hay Mario dạng mèo lần đầu tiên xuất hiện trong Super Mario 3D World. Bộ đồ này cho Mario và các nhân vật khác khả năng leo tường, chạy nhanh và cào kẻ địch bằng móng vuốt. Tới phân cảnh các nhân vật lựa chọn xe đua, công đoạn này cũng được copy y nguyên từ menu lắp phương tiện trong các tựa game Mario Kart với 3 vòng tròn cho phép người chơi chọn thân xe, bánh xe và dù lượn. Không ngạc nhiên khi trường đoạn hành động tiếp theo của bộ phim Mario diễn ra trên đường đua cầu vồng, một trong những màn chơi nổi tiếng nhất của Mario Kart. Thậm chí bộ phim còn có Easter egg dành cho lối đi tắt mà các game thủ thường tận dụng trong Mario Kart 64. Và tất nhiên sẽ không phải là một cuộc đua Mario Kart nếu không có các vật phẩm tấn công được. Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy một Koopa sử dụng chiếc mai rùa xanh lá có khả năng tấn công phương tiện ngay trước mặt. Mario sau đó sử dụng vỏ chuối, món vật phẩm khiến các xe chạm vào bị mất lái. Nhưng vật phẩm cuối cùng, nổi tiếng hay đúng hơn là khét tiếng nhất tựa game Mario Kart chính là chiếc mai rùa xanh dương. Đây là món đồ chắc chắn đã phá hủy rất nhiều tình bạn trong quá trình chơi, với khả năng tấn công bất cứ ai đang đứng thứ nhất của đường đua, lập tức khiến người đó mất đi vị trí dẫn đầu. Chỉ hơi khó hiểu là vì sao chiếc mai rùa này lại phá hủy cỗ xe của Mario và Donkey Kong trong phim, trong khi Peach mới là người dẫn đầu. Sau khi bị hất tung khỏi đường đua, Mario và Donkey Kong bị nuốt chửng bởi con lươn khổng lồ Moray. Đây là một trong những loại kẻ thù mới nhất của Mario, mới chỉ xuất hiện từ tựa game Odyssey năm 2017.
Sinh vật hình con mực trong bụng của Moray là Blooper, một loại kẻ địch thường thấy trong các màn chơi dưới nước của Mario. Cuối cùng, Mario và Donkey Kong thoát khỏi bụng Moray trên chiếc thùng tên lửa, một loại phương tiện được chàng khỉ sử dụng khá nhiều trong các tựa game Donkey Kong Country. Tại đám cưới của Bowser, chúng ta có thể nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc trong danh sách khách mời. Đầu tiên là King Boo, vua của đám bóng ma. King Boo là trùm cuối của các tựa game Luigi's Mansion và là kẻ thù không đội trời chung của em trai Mario. Một vị vua khác cũng góp mặt là King Bob Bomb, xuất hiện lần đầu trong vai một trùm phụ của Super Mario 64. Đây có lẽ cũng là nhân vật có cái chết dã man nhất trong toàn bộ bộ phim. Bông hoa xanh của Peach được lấy từ tựa game Mario & Luigi Partners in Time. Khác với bông hoa lửa, vật phẩm này lại cho người chơi khả năng ném các quả cầu băng. Phân đoạn hành động của Mario và Donkey Kong cho khán giả thấy thêm một vài động tác giờ đây đã gắn liền với chàng thợ sửa ống. Ví dụ như động tác chạy với hai tay giang ngang, hay động tác nhảy nện xuống mặt đất đều được sử dụng thường xuyên trong các tựa game Mario 3D. Mario sau đó tìm được một chiếc lá, trao cho anh bộ đồ gấu mèo Tanuki, một trong những vật phẩm nổi tiếng nhất của tựa game Super Mario Bros. Phần 3. Bộ đồ Tanuki cho Mario khả năng bay và tấn công đối thủ bằng chiếc đuôi của mình. Viên đạn mà Mario phải đánh lạc hướng có tên là Banzai Bill, một phiên bản khổng lồ của đám Bullet Bill thường gặp trong game. Banzai Bill trong phim di chuyển khá chậm và ít khi gây nguy hiểm cho Mario. Trở về Brooklyn, chúng ta có thể nhìn thấy tấm biển quảng cáo hình một người đeo hai quả bóng bay. Đây là chi tiết Easter egg dành cho tựa game Ball and Fight năm 1984. Ngoài ra, có một cửa hàng điện tử có tấm biển hiệu ghi chữ Discount. Đây có lẽ chính là chiếc Easter egg ít người nhận ra nhất trong cả bộ phim. Discount là linh vật cho một phụ kiện đọc đĩa mềm dành cho chiếc máy điện tử 4 nút. Tuy nhiên, món phụ kiện này không quá được ưa chuộng, chỉ được bán tại Nhật trong một thời gian ngắn trước khi ngừng sản xuất. Ngay cả khi Mario và Luigi cũng đặt tay lên ngôi sao sức mạnh, chúng ta một lần nữa được nghe thấy giai điệu quen thuộc từ tựa game năm 1985. Và cuối cùng, những ai kiên nhẫn ở lại đến khi dòng credit chạy hết sẽ được nhìn thấy đoạn after credit giới thiệu một quả trứng màu trắng xanh. Đây chính là quả trứng của Yoshi, chú khủng long đã đồng hành với Mario từ khi còn nhỏ. Yoshi cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng ngang ngửa với Luigi hay công chúa Peach, nên chắc chắn chú ta sẽ xuất hiện trong bộ phim hậu truyện. Và đó là toàn bộ 100 chi tiết Easter eggs của bộ phim The Super Mario Bros. Movie. Như mình đã nói, quả là một bữa tiệc trứng thịnh soạn phải không nào? Nếu như bọn mình vô tình bỏ qua chi tiết nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye! May the force be with you. I'm gonna make him an offer he can't. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.